1, 2, 3, go. Có thể người ta làm cho bà buồn, cũng có thể người ta làm cho bà vui, nhưng mà bà nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ôi đi rồi. Chú. Có thể mặt chú đã bị ướt, nhưng có thể chú sẽ lau khô, nhưng mà chú nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ. Có thể ông ngồi đánh cờ tướng, cũng có thể ông dẹp luôn rồi. Ôi, ông đi rồi. Đừng có gì nữa, đuối quá rồi. Mày nhanh chạy khỏi tao không? Làm gì với hoài vậy? Mệt chết à? Hôm qua mày sung lắm mày Vũ. Hôm qua khác, bữa nay khác. Mày thích chơi không? Ba thằng tao đập hai thằng bay một trận cho biết. Gì? Muốn chơi hả? Chơi chơi mày. Vô mày. Vô mày. Defend, chơi chơi chơi. Bỏ vậy? Vũ. Anh chơi Vũ. Tôi bỏ đâu vậy Vũ? Anh ơi, đừng đủ đi mày. Anh ơi, Vũ không mà nó gây sự chứ mấy em. Anh có gì anh xử nó, đâu phải lo em đâu anh. Vũ kiếm chuyện với tụi tao. Giờ nó chạy rồi, đập mày thôi. Anh ơi, anh tha cho em đi, anh muốn về em chiều anh hết anh ơi. Nó chạy mất rồi đại ca ơi. Đập nó, tha cho em đi. Mày nhóc, tụi ra rồi. Mà cứu nguy rồi Mẫn ơi. Nhưng nó không phải là chuyện của mày Mẫn. Nhưng mà nó là học sinh của trường tao. Bỏ nó ra. Bà ơi, kêu bỏ nó ra, mày làm con mèo gì vậy? Nó đếm từ 1 tới 3, mày không bỏ đừng có trách tao á. 1. Trời ơi, nó đếm 3 giùm tao. 2. Trời ơi, không muốn đọc vậy. 3. Hành quá. Tao đã nói với ba thằng bay rồi, đừng có trách tao mà. Giờ thì biến đi. Hay quá Đức Bửng ơi. Nè, con mau đứng lại đi. Tao chơi khô máu tụi bay luôn đó. Đức Bửng ơi, quý cảm ơn Bửng nhiều, nhiều nghe. Ơn nghĩa gì? Bạn thân của mày đâu? Lúc mày gặp hoạn nạn lại đi bỏ chạy hả? Bạn thân gì kỳ vậy? Giờ thì mày cũng biến luôn đi. Ủa Mẫn, sao vậy mới lên lớp? Ủa cô? Trời ơi, sao môi em bị gì vậy? À, hả? Sáng em đi ngoài đường, em không cẩn thận bị té. Té cái gì, đâu có bị gãy răng không? Không sao. Không có cẩn thận gì hết. Nhiệt tình. Ủa sao nhìn nó cũng hợp với cô quá hả? Cái gì? Cô cảm ơn em nha. Mà nè, tại vì người ta không có cho mình trả lại để lấy tiền lại á. Mai mốt đừng có xài tiền phung phí này nữa biết không? Chuyện đó đâu quan trọng đâu cô. Đi vào đây, cô chùi cái môi cho. Mẫn, Mẫn. Ê, mày làm gì vậy Quý? Hello bạn thân. Làm trò gì vậy? Bạn thân. Ai thân mày? Mình với bạn là bạn thân đó. Thân nào ba? Trời vậy? Nè bạn, bạn thân ơi, thật sự là mình chỉ muốn cảm ơn bạn thôi. Bạn ơi, bạn có biết không? Bạn đúng là số 1 luôn đó. Mình thần tượng hâm mộ bạn lắm. Cái đi giờ trở đi á, bạn cho mình chơi với bạn nha. Còn thằng Vũ hả? Mình nghỉ chơi nó rồi. Và bây giờ mình chỉ có duy nhất một mình bạn thôi. Bạn sẽ là bạn thân của mình nghe. Rồi rồi, sao cũng được, mà đừng đi theo tao nữa nha. Yes sir. Đó, thấy làm trò cho người khác nhìn không? Mình không quan tâm người ta, mình chỉ quan tâm bản thân thôi. Ơ kìa, bản thân ơi, sẵn tiện á, bây giờ bạn cho mình qua nhà bạn chơi nha.
tham quan nhà của bạn, sẵn tiện thăm ba má của bạn luôn. Chị, mình bị điên quá chị. Bị điên cũng được nữa, qua nhà bạn mà muốn mình khùng mình điên cũng được nữa. Vậy là mình vui lắm các bạn ơi. Cho mình qua nhà bạn luôn. Trời ơi, mà đừng. Đi cho mình qua nhà đi. Qua rồi ba má nói BD nữa mệt lắm. Không có đâu. Ê, Tuấn kiếm gì kìa. Đâu, Tuấn đâu. Ê, trời, trời, bạn Đơn. Ê, chờ mình với, bạn Đơn. Ê. Đang chào bác. Ừ, con là ai? Bác ơi, bác cho con hỏi đây có phải là nhà của bạn Đức Mẫn không ạ? Đúng rồi, mà con là cái gì của ông Mẫn? Dạ, con xin giới thiệu với bác, con là bạn thân của Đức Mẫn, là bạn cùng lớp đó bác. À, bạn thân với ông Mẫn hả? Dạ. Mà giờ này ông Mẫn nó có nhà? Ủa, không có nhà hả bác? Ừ. Dạ không sao hết, hôm ấy bác cho con vô nhà chờ Đức Mẫn nghe bác. Được, vô đi con. Cảm ơn bác ạ. Ừ. Dạ, vô đi. Xin phép. Ừ. Vô đi con. Ông ơi ông, ừ? Có bạn Mẫn ngồi tới chơi. À, dạ, dạ con có chút quà gửi hai bác. Hai bác nhận cho con vui. Trời ơi, con ơi, tới dạ. Đây chơi là vui rồi. À, bánh nhỏ hai bác nhận cho con nha. Được rồi, tới đây chơi là vui rồi. Trời ơi, quà cám chi vậy, nhưng mà thôi, bác cũng cảm ơn con ha. Dạ, không có chi bác. Vui quá, lần đầu tiên có bạn Mẫn đến nhà này chơi đó. Bạn nó cũng dễ thương quá ông ha, sáng sủa ra. Dạ, cảm ơn bác. Con tên gì con? Dạ, con tên Phan Phú Quý. Tên dễ thương. Dạ, mà hai bác cho con hỏi cái. Con cứ hỏi. Dạ, hai bác có phải là ba mẹ của Mẫn không vậy? Hai bác là ba mẹ của ba mẹ Mẫn. Trời ơi, hai đứa tôi là ông bà của ông Mẫn. Ôi, hai bác là ông bà của Mẫn hả? Nhìn trẻ quá. Con nhìn mà con cứ tưởng là anh chị của Mẫn không đó. Trời ơi, biết nói quá. Thiệt. Dễ thương quá bà ha. Dễ thương. À, đến nhà chơi mày quạt bác vui vẻ vậy là ông thích lắm đó. Dạ. Bà, xuống lấy nước trái cây rồi cho cháu dùng. Được rồi, được rồi. Trời ơi, thằng biết nó lấy lòng người khác kìa. Ở đây nha, bác lấy trái cây nha. Con cảm ơn bác. Dạ, ông bà con mới về. Con. Chào hai bạn. Nè. Cái hộp bánh đó là của thằng Quý nó tặng bà đó. Lớn chưa có ăn gì hết, thiệt tình. Tự nhiên hôm nay thằng Quý nó đem bánh tới đây làm gì cả. Ôi ôi, quá Quý hay. Ơi, con biết gọt táo nữa hả con? Dạ, gọt táo là bình thường bà ơi. Bình thường á là con gọt con sầu riêng, gọt mít, chuyện nhỏ. Hay quá trời, nó khắc hình con này con kia. Khắc ra con ếch đẹp quá con. Dạ, con này con cua. Cua. Trời ơi, con trai mà nó khéo tài, thấy thương luôn. Con làm đẹp hơn bà nữa đó. Ý, bà nói quá. Trai mà như con gái vậy ha. Khéo tài quá trời. Mẹ à, sao mà khéo tài dữ vậy con? Con trai nhà này không có đứa nào làm được 1/10 của con nữa à. Dạ con học cái này là từ mẹ con á ông. Hả? Dạ. Hay quấn quýt mẹ cho nên tính mấy đàn bà. Không đó. Là khéo léo giống như một người phụ nữ vậy đó. Con là đàn ông đó chú. Bà thích con ghê đó nghe. Dạ. Trời ơi, cái mặt mày nó sáng sủa, nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép mà nó khéo dễ thương gì đâu. Con là số 1 của ngày Quý. Con nhỏ tôi cũng vậy đó. Thì thằng nó hên nó con Quý này cũng đỡ nè, cũng bạn bè chơi như vậy cũng được á chứ. Bây giờ con kể thêm về cái chuyện của con cho gia đình biết được không, chứ Mẫn không có nói gì hết á. Kể đi con đi ông bà nghe luôn. Sao đó kể nghe coi. Cái chuyện trong lớp hả ông bà? Con xin phép giới thiệu theo cái cách của con nha ông bà chị chú. Làm cách gì đã đó là thích con rồi, con muốn làm gì cũng được. Dạ. Còn có thứ mà không thích thì bây giờ làm gì cũng không thích. Ê, chú thích con không? Thích. Dạ, con xin phép. Dạ. Nó làm cái gì vậy? Nó chỉnh âm thanh đó mẹ. Xiết xiết xiết. Đó. 1, 2, 3. Yeah. Hello cả nhà. Con tên là Phú Quý. Học sinh lớp 12. Bạn tên Nguyễn Đức Mẫn. Con là công tư bột. Nhà có 4 anh em. Con thuộc nhóm máu ô. Cung hoàng đạo của con là cung nhân mã. Come on. Tiếp đi con, gặp cái lâu rồi tiếp đi con.
Ủa nó ho hả? Đang vô mà má, đang làm nhạc gì? Trống, làm trống, làm trống. Khi con lớn lên, ước mơ của con là gì? Là trở thành một một ca sĩ. Bút, bút. Hôm nay con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xung quá làm miệng nó ra tùm lum. Tiếp tiếp tiếp. Hôm nay con rất là vui khi được gặp mọi người. Mọi người ơi, mọi người à, vui lên, vui lên, vui lên, vui lên đi nào mọi người ơi. Trời ơi, bà thích con quá đi Quý ơi. Ôi ôi, con dễ thương, con lịch sự nè, con nói chuyện lễ phép, bà con khéo tay nữa. Chắc ở trong lớp con là lớp phó văn thể mỹ đúng không? Dạ, sao bà biết hay vậy? Thì bà nghĩ con là lớp phó văn thể mỹ đó. Vậy hả? Cảm ơn con nha. Lần đầu tiên bác nghe một cái sản phẩm rap, một cái sản phẩm âm nhạc mà bác không kiểm soát được cơ thể bác. Nó xì tùm lum chỗ. Dạ, vô showbiz được chưa chú? Con muốn vô đâu cũng được. Dạ. Thích con rồi, con muốn vô đâu cũng nè, được. Nè, mà lần đầu tiên á, nghe con á, là cái người quen với cháu nội của bà mà tới đây nghe gọt táo rồi cho ông bà ăn. Trời ơi, con là số 1 Quý ơi, mà thích con quá. Con là số 1. Rảnh là tới nhà bà chơi, nghe chưa? Không cần gì hết, rảnh là tới chơi. Không cần đợi mời, con vẫn tới. Có nhiều thằng đợi đuổi mà không đi. Con tới là con gọt hình này hình nọ tặng mọi người nha. Ơi, dạ. Con là biểu diễn phục vụ văn nghệ miễn phí luôn. Trời ơi. Trời ơi. Hình như bà nội tôi thích nó rồi đó. Nè, có chơi được rồi, để bà làm con làm chi vậy? Ý dạ không có được đâu bà, bữa nay con ăn cơm nhà của bà, con phải phụ bà chứ, mấy cái chuyện này là vặt vãnh mà. Bà... nghe không, nghe nó trả lời không? Chứ ở nhà bà mấy đứa cháu bà không đứa nào phụ bà hết trơn hết rồi á. Nè mà nói nghe nè, dạ. Con tới nhà bà rồi con làm vậy rồi con có buồn không? Ý dạ không có sao hết á. Tại vì á, bà của Mẫn cũng như là bà của con vậy á, với lại á, con cũng thích nấu ăn lắm á. Trời dạ. Cắt nửa đi con, cắt tiếp đi con. Dễ thương quá mẹ. Ngoan ngoãn dễ thương quá. Có này thôi chắc chịu nè. Chứ không phải như cái thằng kia qua đây ăn chật rồi còn góp ý góp đồ thấy ghét. Ơi, ta nói ổng lèm bèm nữa nghe rồi ổng góp ý này bà ơi lạ quá, bà ơi mặn quá như ông già vậy đó. Quỷ Long là không có làm được gì ngoài cái chuyện qua đây ăn chật thôi. Đúng rồi đó, phải tập cho nó làm để nó thay đổi. À, dạ. Con xin phép cả nhà cho con đi vệ sinh nè. Trời ơi, dễ thương. Lễ phép mà quanh tay. Ừ sao đó con? Dạ. Nghe không? Vệ sinh à. Nhưng mà không biết có nhớ rửa tay lên cắt nữa không? Ủa chứ đó kỹ tính lắm bà. Đó. Đàn ông đứng tướng như là một hòn đá tảng vậy đó. Được rồi, lễ phép. Vô sao tôi lấy đồ thêm cho ra cho nó phụ với tôi. Trời ơi. Vậy vô lấy đi, còn đứng lên làm gì? Ai? Trời ơi. Hả? Trời ơi, tụi ma. Trời ơi, nó đứng ngay cái khung tưởng nó hình thờ không á. Ê, nãy giờ nó có nghe hết rồi. Giận luôn rồi kìa, bỏ lên kìa, mặt chầu quậu kìa. Mà cái thằng Long nó hội đồng nó dễ thương lắm. Cái càng vậy sao nó thay đổi nó kỳ cục kìa chứ. Chứ hội đồng nó đâu có như vậy đâu. Ừ, ôi mẹ mẹ. Hả? Nhân dịp nó giận thì mình chọc tới cho nó giận cho đã đi mẹ. Được nghe, ông sao, ý ông sao? Ừ, vậy đi. Ý sao mình phải chọc cho nó giận để nó thay đổi cục đúng, đó. Đúng. Phải vậy mới thay đổi được. Dạ, ừ. Con mời cả nhà. Giỏi, để đây. Quý, ngồi dạ. Kế bà, ngồi kế bà. Dạ, ủa, bà ơi, bà ơi. Hả? Cái ghế đó ghế của con mà, con hay ngồi ghế đó ăn cơm mà. Ủa? Ghế nào là ghế của con? Ai quy định vậy? Thì con ngồi rồi, giờ không ai được ngồi hay sao? Ủa, nói về ghế này ghế của bạn hả? Ê, mình xin lỗi nha, mời bạn ngồi. Không, không, ngồi đây, ngồi đây, ngồi không, xuống ngồi đây. Để bà nói cho nghe, trước khi ăn cơm á, Quý thấy thương lắm, xuống bếp phụ tôi. Thì người nào có công thì tôi thưởng ha, còn người nào không có phụ gì thôi ha, thì bà hiểu đúng không ông? Ừ. Đúng không anh? Dạ. Đó. Đây đây đây, bà gắp cho con. À, đây. Dạ con cảm ơn bà. Long ơi, hôm qua đây ngồi với tôi nè. Ôi, tôi không thích ghế ở đâu, ghế kia ghế là tôi mà. Ghế nào ghế của con, ghế của người ta mua trong gia đình người ta. Hôm qua con ngồi con ăn chực mà con còn nói ghế con làm sao? Bà. Ôi, bơi cơ, bơi cơ, bơi cơ. Bới cho đầy. Bới thẳng rồi cho nó. Bới đầy đi. Bới cho đầy đi. Cắp đồ ăn xong. Rồi. Ừ. Bây giờ ghế đó con không thích ngồi hả? Dạ không. Ít thật thôi. Lưu bình dương lễ. Rồi đưa đũa đây, đưa đũa đây. Đây, đây bà gắp đây nè. Đó. Thôi, được rồi. Hả? Một miếng mà mẹ. Đưa đũa đây. Mẹ thích lưu bình dương lễ chứ. Thì ghế của con. Thì bà biết rồi, không muốn ngồi bên đây phải không? Nè, ừ, đi lên lầu đi cho phòng khách cái gì đấy mà đưa cho em. Trời ơi, ghim đi đồ cúng quá vậy. Rồi đi lên lầu ăn đi con, tự lên ha. Con người ơi,
Dù gì Long cũng là bạn thân của con mà. Không cái gì mà thân, thân ai nấy lo đi. Ăn đi, ăn đi, ăn. Con thấy thương bạn đó quá à. Nhưng mà nói gì thì nói, đồ ăn của bà là ngon số 1 luôn. Dạ. Dạ. Đó, thấy thương người không? Nó mới lại đang có bữa à, mà nó biết cái thưởng thức cái món tôi nấu. Đó, còn cái người tôi nói ăn đây hà rầm vậy mà lúc nào cũng bà ơi cái món này lạ quá, bà ơi cái món này ngọt quá. Lèm bèm chê đủ thứ mà toàn ăn chừng không. Trời ơi, ăn ngon vậy mà chê hả bà, kỳ vậy. Vậy. Ờ, ăn thì ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mọi người ăn nữa đi, ăn nữa đi. Nè, không có gì. Đàn ông không rơi từng giọt. Nước mắt đàn ông chôn sâu vào lòng. Chôn sâu vào lòng. Lâu, Lâu, Lâu ơi. Cho mọi người cứ vậy hoài vậy. Ủa gì vậy? Con cảm giác như mình vừa mới hất hủi chồng nó hay sao? Thôi ăn đi. Ăn đi. Mấy bậy bạ. Nè Mẫn, hôm nay thằng Quý nó qua nhà mình chơi á, ông bà cưng nó lắm luôn á, làm cho thằng Long bị đì. Em nói nó mốt đừng qua đi chơi nữa nha. Quý hả? Ừ. Quý qua đây chị. Thì nó nói là nó qua thăm em, bộ em thân với nó lắm hả? Cái gì vậy trời? Bà muốn hấp dẫn hả bà? Không có gì vui hết trơn à. Vậy để con tạo niềm vui cho bà và cả nhà nhé. Con làm cái gì? 1, 2, 3, go. Có thể người ta làm cho bà buồn, cũng có thể người ta làm cho bà vui, nhưng mà bà nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ôi đi rồi. Chú. Có thể mặt chú đã bị ướt, nhưng có thể chú sẽ lau khô. Nhưng mà chú nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ. Có thể ông ngồi đánh cờ tướng, cũng có thể ông dẹp luôn rồi. Ôi, ông đi rồi. Có thể người ta làm cho mọi người buồn, cũng có thể người ta làm cho mọi người vui. Nhưng mà mọi người nên nhớ, niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì đi nhanh vậy. Có thể cả nhà không vui nhỉ, cũng có thể con làm cả nhà buồn. Nhưng cả nhà nên nhớ, niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ôi đi nhanh nhỉ. Thằng này nó bị gì vậy ta? Ba hay ông nội nó cho uống lộn thuốc hả ta?